Bạn biết rõ ràng ai đó đang mưu tính điều gì sau lưng bạn. Bạn im lặng để chừa cho người đó một con đường. Linh cảm của bạn rất đúng. Bạn nhìn thấu vào tâm can của những người xung quanh bạn. Bạn nhìn thấy được sự thật ai đó đang cố gắng che đậy, có ý định tiêu cực với bạn. Cho nên bạn dễ dàng có sự chuẩn bị kịp thời để tránh xa những tai ương trong cuộc sống. Và khi biết một người có những hành vi sai trái hoặc là những điều tiêu cực với bạn, bạn không vội vàng vạch trần người đó, bởi vì bạn có lòng trắc ẩn. Bạn hiểu rất rõ ràng người đó đang đối diện với sự mất cân bằng, hỗn loạn trong nội tâm của mình, nên có những hành vi tiêu cực với bạn. Và việc bạn bình tĩnh trong lời nói hành động của mình, đó là cách bạn bảo vệ năng lượng của mình và còn trợ lực cho người đó. Chính tấm lòng từ bi và trí tuệ của bạn thể hiện rõ ràng qua lời nói hành động của bạn đã trợ lực cho người đó. Từ nhận thức những lời nói hành động của mình là sai trái, để người đó quay đầu chuyển đổi những điều tiêu cực trở thành tích cực. Bạn tin tưởng rằng tình yêu luôn hiện diện bên trong mỗi cá nhân. Khi một người đang đối diện với sự hỗn loạn mất cân bằng, dễ dàng đưa ra những hành động không tích cực. Cho nên bạn sẵn sàng là một điểm tựa vững chắc để trợ lực cho người đó, để giúp cho người đó nhìn thấy được con đường mà quay đầu trở thành một người tích cực cho gia đình, cho cộng đồng. Chính tấm lòng bao dung tha thứ vị tha của bạn đã giúp một người có thể hồi tâm chuyển ý và trở thành một người tốt hơn trong cuộc sống của mình.